Rồi chào anh em ha, em là Tính chuyên bán máy cưa xích hàng bãi Nhật anh em. Hôm nay em lên một con Huayna thị điển anh em, dòng nhỏ sử dụng gia đình anh em, cắt cây hạ cây vườn rồi rất là ngon luôn. Dòng của thị điển thì anh em cũng biết nó chạy cực kỳ bền anh em. Hàng Nhật bãi về ha. Con này là 136, 36cc, nặng 4,5 ha anh em. Dòng này là Nhật bãi về anh em, xịn thị điển 100% nha. Máy còn cực kỳ đẹp, máy móc nguyên zin zin 100% anh em, bộ vỏng này rất là đẹp anh em. Đang đi ga lam là 4,5 tấc nha anh em, sinh mới nha, làm nguyên theo máy nha, sinh mới nha nè. Anh em mua hàng để cộng sên anh em, cộng sên mà về mình nó cồn rồi mình phải mua nữa là nó tốn thêm mấy trăm ngàn nữa anh em. Rồi máy thì hai đời này hai ốc hẳm lam anh em, rất là chắc chắn luôn nha. Dòng này thì anh em chạy rất là bền nha. Em bán ra thì em bảo hành động cơ cho anh em là 6 tháng nha. Em bảo hành động cơ cho anh em. Còn những cái mà động cơ bình xăng con rồi em bảo hành cho anh em ha. Còn như mà cái nào mà chạy hao mòn, có hao mòn á thì em không có bảo hành nha anh em. Chỉ bảo hành động cơ cho anh em yên tâm mà sử dụng thôi ha. Rồi. Rồi anh em nào cần thì liên hệ em ha. Con này em bán cho anh em là 2,6 triệu nha anh em, để em nổ máy lên cho anh em coi ha, cực kỳ ngon luôn, bao ship toàn quốc cho anh em nha, 2,6 triệu nha anh em. Em nào cần thì alo em ha. Máy cưa thì chạy động cơ hai thì hết nha anh em. Con này thì về nguyên quản nguyên zin ha. Em gửi dầu rồi thôi ha. Gửi dầu rồi thôi chứ không là không gửi quá chắc chân nha anh em. Còn rất là đẹp ha. Bô nó dính dầu nó ra khói nè. Lên khói nè anh em. Còn động cơ hai thì anh em. Xăng pha nhớt nha. Máy cưa là tất cả loại nào cũng vậy ha, là chạy động cơ hai thì hết ha. Rồi anh em nào cần thì liên hệ em ha. Số điện thoại em có để trên bài đăng nha anh em. Rồi anh em cần phụ tùng gì cũng báo em luôn ha.